Xin chào các bạn. Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Long Việt Bất Động Sản. Hôm nay chúng tôi dẫn các bạn đi trên con đường mới trải thảm của thành phố Tam Điệp, con đường Đồng Giao, một đại lộ rất đẹp, có thể nói là đẹp nhất của thành phố Tam Điệp hiện tại. Bên phải đây chúng ta nhìn thấy biển nhà đất Long Việt, và bên trái là trung tâm thể thao của thành phố. Chúng ta đi về phía vòng xoay để đến với mảnh bất động sản chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay. Xin chào mừng các bạn trở lại với kênh Long Việt Bất Động Sản. Ngày hôm nay chúng tôi lại có mặt ở khu trung tâm đô thị mới Đồng Giao, thành phố Tam Điệp, để giới thiệu đến các bạn một bất động sản nữa. Con đường tôi đang đứng đây là con đường bê tông rộng 25m, nằm ngay tại trung tâm của khu đô thị Đồng Giao. Về bên trái tôi đây 200m là trụ sở của công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, vòng xoay trung tâm. Còn cái con đường bê tông 25m này đi về hướng bắc đây là đi sang Yên Sơn. Con đường được quy hoạch trong tương lai rất gần sẽ là con đường gần nhất để đi sang Yên Sơn, đi Nho Quan. Và từ đây thì bên tay phải của tôi đây là đi về hướng nam, là đi ra con đường đại lộ Đồng Giao, chỉ khoảng 100m thôi. Mảnh đất ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu các bạn là nằm ở trong dãy 6. Đây, bên trước mặt của tôi đây, đi vào dãy 6. Dãy 6 này là đường bê tông này được quy hoạch 15m. Xung quanh đã có xây dựng, nhà dân đã xây dựng tương đối là nhiều rồi. Cái khu vực này thì như chúng tôi đã giới thiệu một vài lần thì đây là khu trung tâm. Và dân cư đã ở rất là đông đúc, điện, đường, nước đầy đủ. Có thể nói là một cái khu đáng sống nhất hiện nay tại thành phố Tam Điệp. Khu dân trí cao, thường là những công chức, những người đã khá là thành đạt, hoặc là những người, nếu mà là những đôi vợ chồng trẻ thì cũng rất là ổn định về công việc, thì đều ở cái khu vực trung tâm này. Đây, như vậy là miếng đất của chúng tôi muốn giới thiệu ngày nay là miếng đất trước mặt tôi đang chỉ tay đây, ngay sát với cái ngôi nhà có số nhà 83 này. Mảnh đất này có diện tích là 5m và chiều dài, mặt tiền 5m và chiều dài là 20m, diện tích là 100m2. Đây là dãy 6 của đường Đồng Giao. Nhìn về hướng trước mặt của tôi đây là hướng bắc. Đối diện với một căn nhà số 116 rất là mới, rất là đẹp. Và tôi nói lại luôn là mảnh đất này là ở dãy 6, quay về hướng bắc, diện tích 100m2, nằm trên cái con đường bê tông rộng 15m. Khu này thì là một khu vực là rất là bằng phẳng rồi, xây nhà rất là thuận lợi, không có bị cao quá hay là có độ sâu như nhiều khu vực khác. Đấy, các bạn nhìn thấy xung quanh thì rất nhiều nhà rất là đẹp, bốn xung quanh luôn là đã có nhà rất đẹp rồi. Vị trí ở đây thì rất gần với các cái trường học, các cái cơ quan. Ở đây có gần nhất là công an này, của thành phố Tam Điệp này, cơ quan bảo hiểm xã hội, viện kiểm sát này, và công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao. Gần với các cái trường học mầm non cấp 1, cấp 2, rất là thuận lợi cho mọi cái nhu cầu của gia đình. Và cách chợ sáng thì khoảng tầm một cây số, một km. Và ngoài ra thì gần đây thì cũng có rất nhiều cái siêu thị, ví dụ như là Vinmart chẳng hạn, là rất gần, rất là thuận lợi cho việc mua sắm những cái vật dụng cần thiết cho gia đình. Đây là vị trí cũng rất gần với cái khu tượng đài được quy hoạch của thành phố Tam Điệp. Mảnh đất này hôm nay chúng tôi giới thiệu các bạn thì chúng tôi xin được báo giá công khai luôn là có giá là 1 tỷ 030 triệu.
Nếu cô bác anh chị nào có nhu cầu và thấy phù hợp với cái nhu cầu của mình đang cần, đang tìm, xin hãy liên hệ với anh Long Việt, bất động sản Long Việt. Số điện thoại 0859287777. Hoặc số điện thoại của tôi là Tuân Sport 0964320888. Chúng tôi sẽ kết nối và sẽ mang đến cho các bạn những cái bất động sản đẹp nhất và với giá hợp lý nhất. Xin cảm ơn.